Nay chắc một giờ một cái máy mới được ăn cơm quá. Chưa có còn nó chưa ăn nha. Có ai bệnh không? Còn người bệnh không? Cả giống như có cái thần thiệt luôn á, không này luôn á. Ta thấy con cá thì ta kho kèo kèo rồi cũng còn xí nữa, ta nhìn thì cũng còn xí nữa. Đủ ta đi vô lại xong mình từ Sài Gòn lên biết bọc 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 bọc. Nước trong con cá đó. Mô. Ghê đó, cho chắc nhìn không kỹ răng có phép thuật gì. Nó nguội rồi thì nó cháy rồi chứ sao giờ.
Dai này chứ. Mấy người bị rủ đó. Con bé mình đang cho mặn cũng đi đó. Đi đi đó. Ừ. Ngồi chứ vẫn đợi gì luôn à. Đợi gì luôn đó. Dì Loan có lấy tiền nữa không? Không, không biết nữa. À, tao tao, tao xuống nhà rồi Trang. Mẹ nó không. Má với chú đố rồi. Rồi có nói chị Loan không kêu bé đó là con bé cho trái cây không? Chị Loan biết mà. Ừ. Tại vì ngồi im núi là con bé này nằm đang rồi. Chị Loan cho mặn, nó chỉ ẩu hôm bữa ngâu mà. Và ẩu hôm bữa cho đúng không? Ừ. Ngủ ngâu ha, chị Loan cho ngâu. Loan con giá rồi mà ngâu con giá. Bữa hôm qua không nói với ờ biết. Hôm đó cũng kỹ. Mình lâu nữa không thấy không đi là. Bữa ngày chỉ đông mình đi chơi đi uống cà phê về đó. À, tới du lịch đó hả? À đúng rồi. Đại quá kìa. Nước mát đừng đi.
nó ăn xong mà mình lăn cái ăn tay nó nắng tay được. Giờ nào giờ ớt á? Ừ. Không mang nữa.